Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hình Pikachu. Và nguyên liệu cần có là len màu xanh lá, màu vàng, màu đen, một ít bông, kim khâu, kim móc, mình sẽ chọn là đầu 3.0, một đoạn kẽm lá, một chiếc que xiên, kéo, một đôi mắt, và các bạn chuẩn bị cho mình là một ít vải màu hồng để làm má nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sử dụng màu len màu vàng để móc cái phần đầu của nó. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1, sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mũi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2, sang vòng số 3. Đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, sau đó lại một mũi đơn, rồi lại đến một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 3, sang vòng số 4, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn đầu tiên, tiếp theo là 1 mũi tăng, rồi lại 2 mũi đơn, xong đến 1 mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 4, sang vòng số 5, đầu tiên là 3 mũi đơn, sau đó là 1 mũi tăng, rồi tiếp tục lại 3 mũi đơn, sau đó là 1 mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy để hết vòng. Kết thúc vòng số 5,
theo sang vòng số 6. Từ vòng số 6 đến vòng số 10, các bạn sẽ móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 10, sang vòng số 11. Vòng số 11 các bạn sẽ móc là đầu tiên là 3 mũi đơn. Tiếp theo là 1 mũi giảm. Rồi lại 3 mũi đơn. Xong đến 1 mũi giảm. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 11, sang vòng số 12 các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn. Sau đó đến 1 mũi giảm. Tiếp tục lại 2 mũi đơn. Xong đến 1 mũi giảm. Rồi các bạn cứ móc 2 mũi đơn, xong lại đến 1 mũi giảm đến hết vòng. Kết thúc vòng số 11, sang vòng số 12, các bạn móc đầu tiên là 1 mũi đơn, tiếp theo là 1 mũi giảm, rồi lại 1 mũi đơn, sau đó đến 1 mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng.
kết thúc vòng. Các bạn dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Vòng cuối cùng các bạn sẽ móc vào đây là 6 mũi giảm. Kết thúc các bạn cắt len. Mình đã móc xong một phần đầu như thế này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần tai của nó nhé. Đầu tiên là các bạn sử dụng len màu đen. Tạo một vòng tròn mắt vật này. Móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1, các bạn cắt len. Sau đó chuyển sang len màu vàng. Và các bạn lấy len này. Vòng số 2 các bạn sẽ móc là mỗi chân là một mũi đơn.
kết thúc vòng số 2. Từ hàng số 3 đến hàng số 6, các bạn sẽ móc vào đây là mỗi chân một mũi đơn nhé. Các bạn móc thêm cho mình một hàng nữa nhé. Thôi các bạn cắt lên. Phần kim và khâu cái phần len này vào. Vì nó móc xong một bên tai như này, tương tự các bạn móc thêm cho mình một cái nữa là hai cái nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần lá. Phần lá các bạn sẽ móc như sau này, tạo một nút thắt. Sau đó lên cho mình là 10 mũi bính. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau đó các bạn sử dụng cái phần dây kẽm này. Và bắt đầu các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ nhập cái phần kẽm này vào nhé. Các bạn sẽ quay lại và móc vào chân thứ 2 này. Quả chân đầu tiên nhé, móc vào chân thứ 2 là một mũi đơn. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép, sau đó là đến 4 mũi kép đơn, 1 này, 2 này,
3 này. Và 4. Tiếp theo bạn sẽ móc là một mũi nửa kép. Sau đó là một mũi đơn. Chân cuối cùng là 3 mũi đơn chung một chân. Sau đó các bạn sẽ gập cái phần dây kém này và móc vào cái phần dây bính đối diện. Và các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như cái bên vừa móc nhé. Đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi nửa kép, rồi lại đến 4 mũi kép đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Rồi đến một mũi đơn. Và cuối cùng các bạn sẽ móc sang đây là một mũi trượt. Kết thúc, các bạn cắt len. Các bạn sẽ dùng cái phần len thừa và quấn cái phần dây kẽm này nhé. Và mình đã móc xong được một chiếc lá như thế này. Tương tự các bạn móc thêm cho mình một chiếc lá nữa nhé. Và công thức giống nhau. Bây giờ mình sẽ sử dụng keo nhé để dính các bộ phận này lại. Các bạn sử dụng một chiếc que xiên này để tạo thành một cái cành nhé. Và mắt mình sẽ chọn là mắt khoảng tầm 3mm nhé. Các bạn sẽ sử dụng một chiếc que xiên này. Và bạn sẽ cho keo lên đây. Các bạn sẽ xiên vào cái phần bên dưới này. Tiếp theo là đến cái phần tai. Mình dính đến phần mắt.
các bạn sẽ sử dụng len màu đen để tạo cho nó cái miệng. Và cái miệng mình sẽ tạo thành, các bạn làm nên như kiểu là hình chữ V kép nhé. Các bạn sẽ tạo đây ba đường tạo thành hình V kép. Đây, trên miệng của nó sẽ như thế này. Và các bạn sẽ cắt cái phần vải màu hồng này nhé, hai hình tròn để tạo cho nó cái má hồng. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng len màu xanh để quấn vào cành, cho vào đây một ít keo để cho nó chặt nhé. Đến đây các bạn sẽ nẹp thêm cái phần lá này vào.
các bạn cho vào đây một ít keo để cho nó chặt. Và mình đã vừa hướng dẫn các bạn móc xong một bông hoa Pikachu rồi. Và hy vọng với sự hướng dẫn của mình thì các bạn có thể tự tay móc cho mình được một bông hoa Pikachu đáng yêu như thế này. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công!